chào cả nhà. Xin chào ông bà cô chú đang xem trên kênh Giấc Mơ Mỹ nha. Hôm nay nhà em tiếp tục đi ra biển chạy tôm. Cho đồ lên xe đi em. Mau cho lên xe đi. Giờ này là khoảng có 4 giờ sáng thì nhà em đang cho đồ lên xe để chuẩn bị đi ra biển chạy tôm đó cả nhà. Cuối tuần tranh thủ ngày nghỉ đó, cái đi ra biển chạy tôm chút xíu kiếm tôm tươi về ăn sẵn cho xong đi ra biển chơi. Giờ bỏ đồ lên xe để đi ra biển. Cái đó là em bỏ chỗ em ngồi luôn hả? Có mấy cái thùng nước mà để tắm là để bên hông đi nha. Đâu? 3 thùng lận. Dạ bây giờ là nhà em đang trên đường đi ra biển nè cả nhà. Bây giờ là khoảng cỡ 4 giờ sáng, hơn 4 giờ sáng chút xíu. Thì đây ra biển chắc gần 6 giờ đó. Và chắc tầm mờ sáng, hôm nay là tranh thủ đi sớm hơn bữa hổm đi với nhà của anh Minh nữa. Tại vì sáng sớm thường em thấy cái tôm nó cứ vô mé nhiều quá. Em đi hôm nay tranh thủ đi sớm. Ngồi một hồi ngồi chạy ngang cây đá nhớ nhắc mua đá nha em. Bữa nay chắc tôm bự hơn từng vừa rồi quá. Năm nay có gì à? Tới cây đá rồi nè cả nhà. Nhà em tới chỗ mua đá để ốp tôm cá rồi nè. Đó, bữa nay là quay lại cho quý vị xem cây đá bán tự động ở Mỹ nha. Đi xuống mua một cái. Em mở cái cốp xe sao luôn đi em. Dạ đây là cây đá bán nước đá tự động á cả nhà. Các bạn nào mà bên Mỹ mà đi chài với đi câu cá rồi đó mà mình cần đá để ốp tôm cá thì mình mua nước đá ốp ở cái cây đá này nè, nó sẽ rẻ hơn. Nó rẻ hơn mình vô cây xăng hay vô chợ nó mua mắc. Ở đây thì là 20 phao mà nó có 2.5 đồng ha. Đó, cái này là mình mua đá xả, còn nếu mà cái đá bịch á 16 phao thì cũng 2.5 đồng. Đó là bịch, còn nếu mà đá xả ra nó không có cái bịch đựng cho mình á thì tới 20 phao lận. Còn mà ở trong cây xăng mình mua nó mắc hơn, như hơn 3 đồng mấy gì đó. Mà cái bịch đá nó có 7 phao đúng không? 7 phao hoặc 10 phao. 7 phao thôi. Còn mười mấy phao là gần 4-5 đồng. Rồi, đây nè. Bỏ tiền vô đi em. Mai phá tiền lẻ không hay. Bấm một lần thôi nha. Ê quý vị, tại vì đây nè, chỉ cho cả nhà xem. Những người nào mà mua đá rồi đó, cái họ giục mấy cái bịch này nè, cái mình giữ lại. Hai ví dụ mình mua bịch có 16 phao á là nó sẽ ra ngay chỗ này nè. Đó, mấy cái bịch này là 16 phao nó sẽ ra cho mình cái bịch này. Yeah. Còn ở bên đây nè. Bên đây này là họ sẽ xả ra luôn mà không có cái bịch này. Nhưng mà mình vô đây mình lụm mấy cái bịch này cái mình đựng vô thì nó cũng thành cái bịch thôi mà nó là 20 phao. Bấm cái đi. Đó nó đang làm đá thấy không? Yeah. Rồi. Nó được dục vô dơ rồi nè. Không quên lấy tiền lẻ đi. Lấy lên. Hồi nãy mới mua bịch đá 2.5 mà bỏ vô tờ 10 đồng thì bây giờ sẽ thối lại cái tiền lẻ này nha cả nhà. Đó. Này nó không có thối lại cái tiền giấy đâu mà nó thối tiền cắt không à.
đây nè. Tối lại là cho mình mấy cái vật cắt này cắt một đồng ha. Dạ thưa ông bà cô chú, nhà em là chuẩn bị tới biển cái này nha, còn không tới 1 phút nữa quẹo qua cái đèn này là tới luôn rồi. Hình như nó được nhường mình em, nó nhường nhưng mà em chạy đi, em quẹo là nó phải nhường em, tại nó có cái bảng nhường ngay đó đó. Mình đây mình được quyền chạy. Dạ này tới nè quý vị, tới biển cái này nha. Hôm nay là đi quay cảnh chạy tôm tiếp tục cho cả nhà xem. Thì giờ này giấc này là khoảng cỡ gần 6 giờ sáng. 6 giờ sáng nha cả nhà. Tầm mà sáng này là chắc là chạy là có đó. Em có coi con nước thì buổi sáng này là nước cạn. Nước cạn thì có thể mình chạy mấy ở đây, chứ mà nước lớn vô mình có thể mình quanh kia. Ồ giấc này cũng có nhiều người chạy rồi nè cả nha cả nhà. Ồ hơi đông á nha. Thấy 5-7 người đang chạy luôn kìa, kìa đẩy thùng ngoài đó chạy kìa. Ồ, bữa nay người nhiều, cũng nhiều người đi chạy nè cả nhà. Ôi hơi đông quá nha. Trời xe đậu nhóc chưa. Đây, cả nhà thấy không đó, em ve đứa xe qua bên đó đây. Nhất này là có nhiều người chạy nè cả nhà. Có nữa. Đấy, sao con thấy vậy? Tới nha, tới nha. Đi mua đá. Trời ơi. Thôi giờ xuống là ngay chuẩn bị đồ. Ok được em. Tắt đèn xe đi em. Giờ chắc này xuống nhà em sẽ xuống chuẩn bị đồ ra chài nha cả nhà. Cả nhà đón xem nha. Nhà em xuống chắc này cũng mới tầm mà sáng khoảng 6 giờ sáng thôi mà cả nhà thấy không? Xe người ta đậu cũng rất là nhiều, có nhiều người đi chạy đây rồi nè. Mang dài vô đi xem. Đó, lội ra ngoài đó chạy đó cả nhà. Đó, người ta ra đây người ta chạy sớm sớm luôn. Còn đổi đèn đi chạy nữa nè. Lấy nón cho con đi em. Lấy nón cho đội đi rồi lấy đồ ra. Sơm sơm đi, chắc này trời còn sáng nè. Mình em tưởng đâu là nhà em là đi là cũng sớm lắm á, mà ra đây thấy có nhiều người chạy rồi nè. Nhiều người chạy. Em tắt chìa khóa xe. Nhớ cẩn thận cái chìa khóa xe nha, đừng để đóng cái cốp sau này cái lợi cái xe nằm trong đó. Chìa khóa nằm trong cốp xe cái là tiêu luôn á. Tiêu luôn. Luôn á. Giỏi lắm á, lên xe cái ngủ rồi tới xăm lên xe cái ngủ ngủ tới chỗ bắt đầu cái thức dậy à. Nè nè, cũng nè. California. Ok ok. Nhưng mà leg nó shaking luôn rồi nè. Ok. Đó, cả nhà thấy không? Nhà em đi sớm nhưng mà ra đây có nhiều người còn đi sớm hơn nhà của em nữa đó. Bên kia cũng có người chạy nữa kìa cả nhà. Mẹ, áo bông quần của con. Bên kia cũng có nhiều người chạy, dạ, chạy họ đi từ cái giặt cỏ đó đi thẳng lên trên kia luôn. Yeah. Quá trời luôn hả? Hôm nay đông lắm hả? Rồi xong đứng đây đi, giờ cho trời đầy thử ngay. Ví dụ mà có không có cái trầm hạ lội xuống đẩy cái thùng cho nha. Cha. À, giờ cha xuống cho chạy trước đó nha. Cha kêu gì? Chừng cận chút xíu nữa xong mới lội xuống. Chừng này cha kêu xong lội cái thùng ra thì xong lội cháu. Sao? Thôi cha thử xuống cái nào. Không được. Ok. Cha đi trước đi. Cha mẹ xong mới vô xong xong mình xây cái này nè. Hồi như có tôm gì mới chạy xuống cái tôm nó nhảy lên này nè. Vậy hả? Kéo cái thùng lại. Trời bự anh. Anh. Ồ, tôm bữa nay cũng được rồi nha. Chạy này cũng được ăn mới. À, ủa bữa nay tôm bự cả nhà ơi. Tôm bự. Nhìn nay tôm xa. Tôm được được rồi nè. Hỏi vậy đi.
nha, tưởng đâu nhà mà đi cơm. Nè. Tôm bự quá hả? Đi vô nữa. Không. Bữa nay là tôm lớn rồi đó cả nhà. Anh có con gì giống con mực quá vậy? Cua bỏ ra đâu. Đó. Mấy con cua này bỏ ra nha cả nhà. Đó, cái gì giống quá đó. Cái này cục chì hả? Ờ, này con mực. Mực hả? Ồ, con mực. Nó cắn. Trời ghê vậy. Con mực nữa nè cả nhà. No, 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 no. Ờ, cho thả rồi. Thôi, thả nó đi con. Nó nhỏ. Giống một trứng luôn á. Ờ, giống ra hả? Rồi xong đứng nó đi cho chà chà. Ok. Nó bỏ lại ngoài vũ ra. Ê, cái chà này khá à nha. Trời ơi. Chạy này nhiều nè, chạy này nhiều nè. Đúng không? Cái chạy này khá đúng rồi. Cái chạy này khá hơn cái chạy đậu luôn á. Xong xong lụm bỏ vô tùm nha. Nè, cho vũ ngoài đất nè. Vũ ngoài đất cho ông bà cô chú xem nè. Rồi chạy này nhiều nè. Chạy này được nè. Xong lụm đi con. Cái khác thì mình không lấy cá. Nhìn nè, nhìn nè các bạn. Đó, xong lụm đó. Còn có con bự con nhỏ. Bắt kiếp đi xanh. Lụm vô đi con. Bắt đại con, nó có bao tay mà nó sợ gì. Con có bao tay mà, lụm vô đi con. À, tôm này ở cái tiểu bang này á cả nhà thì bự nhỏ gì mình cũng được bắt hết trơn nha. Nó không có cái sai. Tôm bự nhỏ gì mình cũng được bắt hết trơn á. Mới vô thằng nhát. Đó, đó, có con bự này xem, xem con bự này xem. Con vô đó. Rồi, nhỏ quá, coi chừng nó văng ra đó nha. Kéo, kéo, kéo cái thùng qua đi. Lỗi quá, kéo quá chừng nó ngã nghiêng, nó rớt ra hết nha con. Quay, quay cái thùng lại, đúng rồi. Em này nha. Cá trà này cũng được à. Em cũng được chục mười mấy con. Đó, đó một bụng luôn kìa. Bụng luôn hả? Bụng luôn. Gì con? Ừ. Chút xíu đi, chút xíu nha. Chắc này mặt trời chưa lên mà. Đợi mặt trời nó lú lên đi rồi cha cho con lội với cha nha. Cho anh tổ con anh. Em hả? Đó, con bự. Chút xíu đi, chút xíu mặt trời à, lên rồi cha cho. Chút xíu cho con cho Vũ con ngoài cho con lụm. Cái vỏ ra đi. Nó cái vỏ đó. Đó với con cá bỏ ra ngoài luôn đi con. Nha con cá nè. Bắt nó quăng ra đi. Đi đi. Con mẹ. Con bắt đi. How are you? How are you today? Oh, that's good, huh? Hello, baby, how are you? Vietnam. Oh. Where are you from? Oh, Vietnam. Oh, Thailand. Thailand? Yes, sir. What time you came here? You came here early? Yeah. Good. That's good? Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Ôi em thấy. Em thấy kìa anh. Em thấy con. Đúng rồi. Rồi con nào nó cũng xong luôn nè. Hình như cái chỗ nào mà chưa có chà tới chưa có động tới á. Thì bắt đầu dạ. Chà nhiều. Ồ cái chà này nhiều ghê nè. Cái con nó rất là. Ừ, đúng rồi, đám lúc này có tôm bự rồi. Không cái tí bữa. Ôi ôi. Cái này. Nó nè. Nó luôn thấy nè. Cái hai cái anh chàng ngoài đó là người Thái Lan đó cả nhà, thấy không? Cái bãi biển này á. Việt Nam, Thái Lan, Phi rồi ra đây chạy nhiều lắm kìa.
đi qua đây chạy cái chỗ nào mà người ta chưa có chạy tới nữa. Đứng đó đi con, đứng đó đi con. Tôm đúng ra là nó chỉ tập trung cái chỗ vừa rồi thôi. Con muốn lượm. Vì con lượm nha, cho Vũ ngoài cho con lượm nha. Dạ. Này cũng nhiều nhưng nhỏ. Nó sao con không? Đi kìa. Con mực. Con này là con mực. Ôi sao bữa nay nhờ mực này nhiều ghê cả nhà. Đây nè, đây là con mực nè. Đây đây. Này con mực này nhiều nè. Này vỏ cua thôi con. Rồi lượm vô đi. Mấy cá nhỏ này thả xuống đi. Quý vị nào mà đi chài tôm mà không có bằng á, mà khi mà chài mà dính cá là nhớ thả lại nha. Tại khi cái mấy cái người mà đi kiểm tra bằng á, mà mình mà họ thấy mình mà dính cá mà không có bằng á, thì họ sẽ phạt. Còn mà chài tôm này ở tiểu bang này á, là em biết là không có cần bằng. Con lượm vô đi. Con cua đâu? Con cua đâu? Đâu có cua đâu? Sao không có lượm này? Cái vỏ cua thôi. Cái vỏ. Xích lên trên anh. Hả? Sợ nó văng. Ít. Thực sự chài một chài mà chục mười mấy con về là không có nhiều nha cả nhà. Con cua. Cá thả lại đi, mình lụm tôm ha. Này cái đầu hả? Lụm tôm ha. Này cái đầu hả? Không, con lụm mấy con tôm. Trời, nãy có cái chài em chài. Chài nãy tôm bự ha. Nước ngấm như sông. No, 10. Oh. Yeah. Mommy. You see him? Let's go. Ôi, nhiều nè ha. Ơi vậy ơi. Ơi ơi gì? Nó trời nè, em thấy hả? Đâu? Đâu? Tập trung chuyên môn đi xem. I'm scared. I'm floating. Mấy cua này nhỏ vậy thôi, nhưng mà lỡ mà có người kiểm tra đó cả nhà, mình vẫn bị phạt nha. Nên khi mà mình chạy có dính cua vô á là mình phải thả nó ra liền. Mình phải thả nó ra liền, không được bắt nha cả nhà. Gán cẩn thận cái này. Đợt đó ok, đợt đó là em bị giống như bị cảnh cáo anh lần á. Tại nhiều lúc em chạy có mấy cua lên mà em không để ý á, mà khi người ta xuống kiểm á thì có con cua ở trong thùng, có con cua trong cái thùng tôm á, thì người ta cảnh cáo, người ta gọi như là lần đầu tiên người ta cảnh cáo mình. À, cả nhà đi chài nhớ là cẩn thận nha, đừng để giống như em. Oh my god. Con với mẹ đứng đó đi. Cái gì vậy chị em? Gì vậy? Cái gì? Nãy mày nhớ con đòi xuống nước mà. Bây giờ con la lạnh. Đâu nước mát chả mà lạnh. Mát con đứng đây mà chài thôi. Mua được mấy con bự ghê ha. Con ra tập trung con dựng cái thùng nè. Nghe chưa? Con yên đi xem. Ở Walmart thì cái miệng chài đa số nó không có bự nha cả nhà. Nó tầm khoảng có là 5 feet, 6 feet, 7 feet rồi thôi à. Còn mà 8, 9 feet hay 10 feet, 11 feet á thì mình phải mua online, không ấy mình ra ngoài Academy đó mình mua mới có. Gì con? Con khoái lội mà, lội với cha đi.
lâu lâu ra ngâm nước biển con trai. Con cầm con dây lên đó để mà phòng con dướng con dây nè. No sim. Hay kéo kéo kéo. Cái thùng xác lại cai ra cho Dũng lên. Ừ. Nó mấy chục con luôn chứ em. Bình thường mà thứ bảy chủ nhật cả nhà em biết bãi biển này nè là rất là nhiều người ra chài. Có những bữa gần cả trăm người ra chài nữa, nhất nhiều nhất là Mỹ, Mexico đó ra đây chài nhiều lắm. Hôm nay là đầu tuần thứ hai, hôm nay như là cuối tuần của em, tại vì tìm em nghỉ làm là thứ hai nghỉ, chủ nhật thì làm nhưng mà thứ hai nghỉ. Bữa nay em đi ra đây em cứ nghĩ là bữa nay thường thứ hai đầu tuần cũng ít người, nhưng mà ra đây ha quý vị coi nó cũng đông. Chỉ đứng một chỗ chài thôi. Sao không hiểu sao năm nay nó vô ngay chỗ này không mà ta. Năm nay sao mà nó lại tập trung ở chỗ này không anh, à? Hả? Có người comment nói này cái chừng đi lộn vô ao nuôi tôm. Ông nha, cả nhà. Trời ơi, cái chài này nhiều ghê á. Ồ, chài này nhiều nè. Trời ơi. Cái này là cái bãi biển nha cả nhà. Bãi biển. Cái này biển chứ không phải trong hồ nuôi tôm gì đâu. Bãi biển nha nên thấy nhiều người ta chài đúng không? Này là bãi biển. Nó giống như cái cù lao cái dàm vô trời đâu cái mắt kiến nó nặng vậy nó chạy vô đây vậy. Dục lên bờ đi. Đó là muốn gông cho thôi. Ok. Được con được rồi. Lúc này là cũng có chuẩn bị có tôm bự đó. Cái chài có chài có được 1 2 con bự bự rồi thấy không? Ừ. Cái chân dính tôm nha em. Giỏi quá. Con bự mà xong nhất. Em xong đi theo cha kìa. Thôi xong đứng đó đi chạy chạy. Ok, xong đi mở cái nữa. One more step ạ. Được không? Từ đại nó, đại nó dẫn đi. Để nắm tay cha không? Nè. Ok không? Ok chứ không? Rồi đứng đó được chưa? Rồi được chưa? Rồi đứng đó được ok chưa? Ok ha. Rồi đứng đó được rồi. Dưới tôm nó đi vô em ơi, tôm nó vô một lần một luồng vậy đó. Ừ. Rồi chạy tôm bự thôi đừng dưới ra nữa, xong không đứng đây được rồi. Đứng đây là để đủ để cho cha chạy đủ vô được ta. Để con ra cao quá. Nè. Chạy này nhiều nè. Hello. Rồi chạy tôm nhiều nè. Không, em thấy không? Không bộ nha các bạn. Vũ kỹ nha, nên nó còn dính trong chài ổn. Chài này tôm nhiều nè. Trời ơi, sao giỏi vậy? Vô sáng chưa? Thả cá đó, thả đi con.
để cho cả nhà cận cảnh, cận cảnh cho cả nhà xem mỗi chài tôm. Một chài nó được khoảng cỡ một chài nó được có vài chục con hả? Như vậy là không có nhiều nha cả nhà. Chài như vậy không có nhiều. Một chài được vài chục con à. Bình thường á, nếu mà nói mà chúng là chài một chài lên là cả gỗ này nè. Cả gỗ nữa gỗ không. Bữa nay thì chài như vậy là coi như là cũng thất chứ không có nhiều. Đó, để cho cả nhà xem nè. Lên vũ cái bắt đầu đi ăn sáng. Đó, một chài nó là được nhiêu đây nè cả nhà. Nói chung vậy là không có nhiều đâu. Không có nhiều đâu các bạn. Mấy con cua này là thả ra liền nha, chứ mà cua này mà gặp người đi kiểm tra cái là bị phạt liền. Cô thả con cá nhỏ đó xuống luôn đi con. Đổ ra cho cả nhà coi nè. Chờ ra cái làm khoảng chút xíu nha, đựng nhúm nha. Bữa nay là góp gạo, với góp gió thành bão. Này về mà chiên bánh xèo thì hết sảy. Đâu, thấy bao chiên mắm tôm á, hết sảy xong. Làm mắm tép hả con? Rửa cho nó sạch. Lên là ngớp đá cho nó tươi. Giờ mình ăn. Lên ăn sáng nha, nó bụng rồi. Nấu mì, mẹ nấu mì rồi. Mẹ nấu mì cho nó lên mình ăn sáng. Rồi chạy ra chạy chút xíu. Đâu? Chạy chút xíu nó về. Đâu cho ăn hả? Thì ăn xong rồi ra chạy. Đúng rồi, giờ như xong nữa. Nay đủ ăn rồi đó. Được. Đủ ăn rồi. Nó bỏ tôm vô luôn đi. Giờ này nhà em lên ăn sáng nha cả nhà. Đó, tôm vừa mới chạy. Đem lên. Mình rửa lại nước ngọt á, rửa lại nước ngọt. Tại sao nó quê được mẹ? Này bơ tôm bỏ vô nó chín nó trời, tôm mà mới đem lên vậy ngọt lắm cả nhà ơi. Tại sao nó quê được? Hôm nay em nấu nước ít quá đủ mấy cái mì không? Chắc cũng đủ. Xong đổ mấy cái chai nước không đổ cho nó. Đổ thêm mà em sợ nó sôi nổi. Này, quá vô quên cha. Ủa em bỏ mì vô trong nồi luôn hả? Ok. Lên nấu mì ăn sáng. Anh tưởng đâu em đem mì ly á, mì ly nó tiện hơn. Em là lên ăn sáng, coi chừng nở của em ơi, được rồi đó em. Này mới là đúng chuẩn của mì tôm này nha. Này đúng chuẩn mì tôm này nha. Có đũa đằng này nè con. Có giá không? Em đâu có đem cái giá theo hả? Đũa đó, mẹ quăng đem đũa hả? Hôm bữa mẹ đem đũa mà xong xong em gấp ra em nó ăn chứ đi xong ăn cơm á. Ủa nó có đôi đũa của nó, anh thấy trong cái giỏ sách mà. Xong mời ông bà cô chú ăn sáng chưa? Mời chú ăn sáng. Nay mình tôm đã ăn rồi. Xong mấy chú này cho. Để mẹ vô mẹ lấy cái muỗng kia cho con nghe. Mời cả nhà ăn sáng nha. Mì tôm. À, mì tôm. Mời cả nhà ăn sáng nha. Muộn nha hết trơn các bạn. Muộn nha luôn á. Để hả? Thấy nhiều. Nó
mà tôm mới chạy lên coi thịt tôm rất là ngọt dai. Giờ là khoảng có 7 giờ sáng, lúc mà sáng em xuống đây là 6 giờ thì em chạy tầm khoảng 1 tiếng rồi đó, thì chắc cũng được, chắc khoảng được 2 gỗ này quá, chắc hơn 2 gỗ phải không. Bây giờ lên nấu mì ăn sáng, nó lựa mấy con tôm rồi ra cái rửa sạch cái nấu mì, rồi nó ngọt, tôm mới bắt lên ngọt, thịt nó dai lắm cả nhà. Ăn bỏ đây ngồi gom bỏ sột ghé. Đâu? Đó. Đâu? Ngồi cầm cái này không? Được cắt cái đầu hả? Cắn ăn một cắn mình thôi. Ok. Được không? Cái này cái kỷ niệm, cái lưu lại cái khoảnh khắc này là cũng là khó quên lắm nha cả nhà. Xăm mà vài năm sau mà xăm mà thôi chứ lại rồi đó. Mấy khoảnh khắc này mà vài năm sau nữa nhìn lại là hơi khó. Đúng ra chạy như vậy là không có được nhiều nha cả nhà. Cái này chỉ là chạy mót nhét chút ít, chạy một chài được vài 30 con thôi, như vậy là không có nhiều. Nếu mà chúng á, mình đi mà chúng á, ra ngoài này mình chạy một chài á, là khoảng là cả gỗ hoặc là hơn nửa gỗ á, một chài nha. Nhiều lắm. Đó. Thì sáng giờ tụi em xuống đây á, là chài khoảng cỡ 1 tiếng đồng hồ. Rồi chắc tầm khoảng có 2 gỗ xanh nè. Bỏ vô cái khu lò ốp rồi. Đó, rồi giờ lên vô ăn sáng. Sáng xong có đầu chắc ra chạy chút xíu mới chắc đi về. Bữa nay không có đâu. Ở bên kia kìa, người ta đang chạy nhiều lắm à. Bên bờ cỏ đó quá cả nhà. Thấy không? Đó, bên kia đó người ta đang đi dài dài về đó. Cái bờ biển này người đông người đi chạy lắm. Hi, how are you? Good. Good today. Con chạy mấy chục con chán quá thôi đi về. Cho xăm ra đây đi tắm biển sáng giờ cũng đã rồi. Bữa nay chạy như vậy là thất nha cả nhà. Nhưng mà thất tôm thì là chúng thời tiết bình thường á, mấy ngày nay trời nắng dữ lắm, rất là nắng. Nhưng bữa nay trời ui mát, ra biển thì không có mệt. Chứ mà trời mát này cái sâm tắm rồi, sâm đã giờ lội tắm rồi, sâm phái quá trời luôn. Bữa nay trời được mớ này thôi. Chắc được mớ, đậu vô cái trắng. Bỏ vô cái thùng đen của cha là tắm ở giữa. Rồi. Đổ ra gỗ này rửa. Đau quá. Đâm đau quá ra. Khác mà. Được. Được chút nữa. Cho nấm nấm. Đau quá. Ok ok. Dạ cho con. Xong đi môi một cái. Cho nó đau. Khoái lắm, ra ngoài này cái bữa nay trời mát này lội xuống biển tắm khoái dữ lắm. Nhìn sắm nè. Mấy ngày nay trời nóng dữ lắm cả nhà, rất là nóng, nhiệt độ rất là nóng. Rồi bữa nay đi ra biển trời nó mát, thất tôm nhưng mà chút thời tiết. Ôi.
một khoái lậu rồi kìa, mê cho rồi, bữa nay cho lậu, lậu biển mà mê cho rồi. Có con cứa, hào cá. Tôm đâu quá. Đâu. Cho hồi nãy cho Mỹ đâu nhỉ? Bị gì? Tôm cầm cái tay cho hả? Cầm cái tay cho hả? Nga xuống đây nè. Nhìn hả, có sao không? Nga, à. Nó đang ngầu quá. Nó chảy máu rồi nha. Thôi rửa tôm đi về nha. Về nhà chơi được mấy gỗ thôi. Cầm ba gỗ này chứ, ba gỗ xanh này chứ. Quay, quay, cứ bán. Đang lội về kìa. À. Không đang lội về nè. Con gái rồi bên đây cũng vẫn có đi chài nha cả nhà. Bữa nay có mấy con bự không? Ừ. Nay tép mấy con bự. Dạ thưa ông bà cô chú là hôm nay á là tính ra đi chài như thế này là cũng không có trúng, chài về là hết thì chắc cũng được, chắc là tầm gom đây hết chắc được có ba gỗ xanh như vậy nè. Trời ơi, không được kìa, nó được ba gỗ xanh như vậy. Thôi giờ nhà em là chắc này là dọn đồ đi về, chài nãy giờ chắc cũng khoảng có hơn tiếng, khoảng tiếng rưỡi à. nay xăm ra biển lộn phải quá trời luôn. Rồi đâu lợi cho nhà xem đây. Rồi lên máy bay ông bà cô chú đi rồi lên xe về nè, tắm sớm giờ rồi. Tới thì lội theo cha đẩy thùng cho cha chạy cũng đã rồi nè. Nha. Ngày nghỉ cuối tuần ra biển chơi, vừa có tôm cá tươi thiên nhiên để ăn, vừa tập thể dục, vừa cho sâm đi với gà với thiên nhiên đâu. Làm kỷ niệm vài năm sau mà nhìn lại là mấy cái video này mà nhìn lại là kỷ niệm thích lắm. Đó. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn ông bà cô chú đã ủng hộ kênh của em thời gian vừa qua. Đó, rồi hy vọng là cả nhà ông bà cô chú tiếp tục ủng hộ kênh Giấc Mơ Mỹ của em. Đó, thôi hẹn cả nhà các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye ông bà cô chú xem. Bye bye ông bà cô chú.